AK Shop giới thiệu anh em video review Honda Winner 150. Lắp đặt hệ thống mở yên điện, sử dụng công tắc LED. Và đây là phần công tắc LED dùng để kích hoạt chức năng mở yên điện. Và toàn bộ hệ thống mở yên điện khi lắp đặt tại shop sẽ làm cho các bạn hoàn toàn là công tắc LED, không sử dụng những công tắc thường. Tất cả thì sẽ là hệ thống công tắc LED. Và để sử dụng được chức năng mở yên điện này, bắt buộc hệ thống điện trên xe phải mở, thì khi đó công tắc này kích hoạt chức năng mở yên điện mới có tác dụng. Và đặc biệt khi lắp đặt hệ thống mở yên điện, phần mở yên bằng chìa khóa zin trên xe vẫn sử dụng lại. Bây giờ mình sẽ trước tiên mình sẽ thử cho các bạn tính năng mở yên bằng chìa khóa ban đầu của xe. Đây, lúc này yên đang đóng chìa khóa. Đây là cách mở yên thông dụng bình thường trên xe Winner. Các bạn thấy rõ, hệ thống mở yên zin của xe bằng chìa khóa vẫn sử dụng lại, không bỏ hẳn hoàn toàn. Đây, yên mở, đóng yên. Đây, lúc này yên, các bạn thấy rõ là yên đang đóng. Mình sẽ mở yên. Đóng yên. Vừa rồi là phần mở yên zin bằng chìa khóa trên xe. Cái đó mình sẽ cho các bạn coi phần mở yên điện. Đây, lúc này khi bạn bật công tắc xe thì điện trên xe mở, thì khi đó công tắc LED sáng. Và lúc này các bạn nhấn vào công tắc LED mới có thể mở được yên. Đây, lúc này mình thử yên đang thôi đóng. Thấy rõ phần yên đóng. Các bạn nhấn vào công tắc LED, các bạn nghe vào cái tiếng tịch, và khi đó yên mở lên. Đây, mình làm lại quá trình mở yên điện. Yên đang đóng, nhấn vào công tắc LED, yên mở, đóng yên lại. Đây, lúc này đi, các bạn thấy rõ trên đó video là yên đang đóng, mở yên điện. Để sử dụng được tính năng mở yên điện, bắt buộc hệ thống điện trên xe phải được mở tương ứng với chìa khóa xe được cắm vào khóa và mở điện. Khi không có hệ thống điện trên xe, các bạn nhấn vào công tắc LED để mở yên điện không có tính năng được, không thể mở được tính năng này. Các bạn thấy rõ, hệ thống điện trên xe không mở thì công tắc LED này vô tác dụng. Đó, các bạn thấy rõ, đây là nhấn vào công tắc LED, yên trên xe vẫn đóng. Vừa gọi là phần mở yên điện sử dụng công tắc LED lắp đặt trên dòng xe Winner. Và đặc biệt phần mở yên zin bằng chìa khóa trên xe nguyên bản ban đầu vẫn sử dụng lại, trừ chưa để trường hợp dự phòng bất đắc dĩ hệ thống mở yên điện không hoạt động, vẫn còn hệ thống mở yên bằng chìa khóa xe mở được yên, dùng để phòng ngừa. Và tất cả hệ thống mở yên điện khi sử dụng tại shop đều sử dụng công tắc LED inox này, không sử dụng một công tắc thường nào. Video review Honda Winner 150 lắp đặt hệ thống mở yên điện sử dụng công tắc LED và vẫn giữ lại tính năng mở yên bằng chìa khóa của xe. Sản phẩm thực hiện bởi AK Shop.